Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đan áo cho bé có họa tiết cài màu hình con voi nhé. Mẫu áo này thì cái họa tiết cài màu này nó cũng khá là đơn giản, phù hợp cho những bạn mà mới bắt đầu đan cài màu. Mẫu áo này là đan từ dưới lên, thì trước khi mà chúng ta đan từng mảnh thân trước, thân sau, tay trái, tay phải, sau đấy chúng ta sẽ khâu ráp lại. Những cái kiểu áo như thế này ấy, thì là khá là phù hợp cho những bạn mới bắt đầu đan. Đan sẽ đan từng phần thì nó sẽ không nặng tay từng phần như cái đan mẫu áo từ cổ áo xuống. Và kỹ thuật của nó cũng khá là đơn giản. Với cái họa tiết đan cài màu này thì bạn nào mà mới bắt đầu đan ấy thì đan theo cái kiểu cài màu như thế này thì sẽ đẹp hơn là đan kiểu họa tiết cài màu phức tạp nhiều màu ấy, bởi vì khi mà các bạn chưa biết cách dắt len ấy thì cái họa tiết cài màu các bạn nó sẽ dễ bị nhăn, bị rúm lại. Thì cái kiểu đan này thì chúng ta đan từng cái màu là từng cái mảnh màu nhỏ. Tí nữa các bạn xem bài hướng dẫn các bạn sẽ hiểu. Thì nó chỉ hơi rắc rối ở cái phần thêm len mới thôi, nhưng mà lúc sau các bạn khâu dấu nó lại thì không có vấn đề gì cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thân trước nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ bắt 84 mũi bằng kim đan 3,75 mm. Sau khi đan được bắt được 84 mũi thì chúng ta sẽ đan dòng đầu tiên như sau. K1, K, P, K, P. Các bạn cứ đan như thế cho đến hết hàng. Mũi cuối cùng sẽ là mũi K, tức là hai mũi đầu và cuối lúc nào cũng là mũi K cả các bạn nhé. Đấy, thì cái cụm lặp đi lặp lại đấy là cụm rip KP KP. Các dòng còn lại chúng ta sẽ lặp lại hai dòng trên. Mặt phải thì lặp lại dòng 1, còn mặt trái thì lặp lại dòng 2.